Sáng ngày 8 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động, thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông. Theo đó, trả lời các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mạng xã hội, truyền thông trên mạng xã hội tham gia đã lấy đi 70% nguồn thu quảng cáo của các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí khi bắt tay vào làm đặt hàng lại gặp những vướng mắc khó khăn do vướng ba thông tư liên quan đến định mức kinh tế kỹ thuật. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhìn nhận, Bộ đã nhận ra được vấn đề này và xin nhận trách nhiệm đã ban hành thông tư, nhưng khi thực hiện gặp khó khăn. Về giải pháp trước mắt, Bộ trưởng cho biết, trong quý 1 năm 2024, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ sửa xong 3 thông tư này theo hướng ban hành hướng dẫn, để các cơ quan báo chí chủ động xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi các nội dung liên quan đến Nghị định 60 về ban hành giá, để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Về lâu dài, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho rằng, cần phải thay đổi cơ cấu nguồn thu của các cơ quan báo chí, thay vì chỉ dựa trên nguồn thu quảng cáo, đó là thêm phần đặt hàng. Sắp tới khi sửa đổi quy định, Bộ Thông tin Truyền thông có đưa vào quy định, các mạng xã hội khi sử dụng các sản phẩm báo chí phải có thỏa thuận với các cơ quan báo chí. Sáng ngày 8 tháng 11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, chuyến bay mang số hiệu VN186 khởi hành từ Đà Nẵng đến Hà Nội, dự kiến cất cánh lúc 19 giờ 25 phút ngày 7 tháng 11 phải dừng khẩn cấp vì có hai hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý. Lúc này, tiếp viên hỏi lại thì hai hành khách trên trình bày là chỉ nói đùa. Cơ trưởng lập biên bản tại máy bay, sau đó yêu cầu an ninh hỗ trợ. Đánh giá tính chất mức độ sự việc, Cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định áp giải hai hành khách trên xuống máy bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát máy bay. Đến 21 giờ cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát đối với máy bay, hành khách, hành lý, nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ. Sau một tiếng đồng hồ, chuyến bay VN186 tiếp tục hành trình. Hiện, vụ việc đang được Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý theo quy định của luật hàng không. Hai hành khách tung tin có súng phải đối mặt với mức phạt 12,5 triệu đồng một người. Ngày 8 tháng 11, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ký quyết định thống nhất nội dung kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tây Sơn, Bình Định. Kết luận thanh tra tỉnh vừa chỉ ra nhiều sai phạm, vi phạm trong các lĩnh vực giáo dục, thuế và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại địa bàn huyện Tây Sơn. Cụ thể, đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra 399 công trình, dự án với tổng giá trị khối lượng hoàn thành là 406 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Tây Sơn và 14 xã tại huyện này làm chủ đầu tư. Qua đó, phát hiện 113 trên 399 công trình, dự án có vi phạm với số tiền 858 triệu đồng. Quá trình kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục ở huyện Tây Sơn, đoàn thanh tra phát hiện việc chi sai quy định tiền tiết giãn thực hành cho giáo viên thể dục với số tiền trên 111,7 triệu đồng, chưa kê khai và nộp tiền thuế đối với nguồn thu từ hoạt động dạy thêm số tiền trên 176,4 triệu đồng. Đoàn thanh tra phát hiện thêm, tại Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, chưa kê khai và nộp tiền thuế, số tiền thu từ dịch vụ cho thuê kiosk chợ trên 45,2 triệu đồng. Gần 2 tháng nay, hàng loạt cơ sở ươm nuôi, thu gom, xuất khẩu tôm hùm ở miền Trung không thể đưa các lô hàng sang Trung Quốc với tôm hùm bông hoặc bị gia tăng tần suất kiểm soát, tiến độ thông quan rất chậm với tôm hùm xanh. Theo thông tin từ một doanh nghiệp tại Cam Ranh, Khánh Hòa, đối tác nhập khẩu Trung Quốc đã có thư gửi và cho biết tôm hùm hoang dã là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nếu một quốc gia muốn nhập khẩu tôm hùm bông nuôi, phải cung cấp các tài liệu chứng minh trước khi nộp đơn xin giấy phép nhập khẩu. Để có thể thích ứng với chính sách mới này của phía Trung Quốc, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cập nhật thông tin đầy đủ vào nhật ký, lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan để phục vụ truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu. Thông tin từ tỉnh Khánh Hòa cho biết, tôm hùm bông chủ yếu nuôi tại Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh.
Trong tổng số 35.000 ô lồng đang nuôi tôm hùm ở huyện Vạn Ninh, thì gần 50% nuôi tôm hùm bông, chủ yếu tập trung tại xã Vạn Thạnh. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, có khoảng 400 tấn tôm hùm bông thương phẩm cần tiêu thụ. Hiện tại, giá đã rớt từ 1,6 đến 2,1 triệu đồng một ký xuống chỉ còn khoảng 1,1 triệu đồng. Sáng ngày 8 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo triều cường vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ. Theo đó, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam Bộ đang lên chậm. Sáng nay, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau: trạm Mỹ Thuận 1,47m, trạm Cần Thơ 1,54m đều ở mức dưới báo động 1. Dự báo, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực miền Tây Nam Bộ có khả năng lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đến ngày 12 tháng 11, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Mỹ Thuận có thể lên ở mức sấp xỉ hoặc trên báo động 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Tiền và sông Hậu ở cấp độ 1. Ngày 8 tháng 11, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị thương khắp người do bị cha nuôi bạo hành, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi và các ngành chức năng có liên quan, thực hiện tiếp nhận bé gái theo diện bảo vệ khẩn cấp vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau để kịp thời chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần cho bé. Trước đó, nhiều người dân sống gần nhà ông Trần Minh Đắc, cha nuôi bé gái, liên tục nghe tiếng chửi bới của người đàn ông này và tiếng khóc thét của trẻ em, nên người dân đã gọi báo chính quyền địa phương. Nhận tin báo, công an và cán bộ văn hóa xã đến nhà kiểm tra, nhưng ông Đắc đóng kín cửa. Sau gần một giờ vận động của cán bộ xã, người đàn ông này mới mở cửa đưa cháu bé ra ngoài. Thời điểm này, mặt nạn nhân bị sưng ở vùng trán và mắt, môi bị dập, tay chân có nhiều vết thương. Làm việc với công an, ông Đắc thừa nhận đã nhiều lần đánh con nuôi bằng roi. Sáng ngày 8 tháng 11, Công an thành phố Huế cho biết vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Văn Hải Hoàng, sinh năm 1973, phường Thủy Xuân, thành phố Huế và thu giữ hơn 2.300 viên ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Thủy Xuân nắm được nguồn tin Mai Văn Hải Hoàng có những biểu hiện liên quan đến ma túy. Từ nguồn tin, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của Hoàng, phát hiện thu giữ 2.317 viên nén màu đỏ và 20 viên nén màu xanh. Bước đầu, Hoàng khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, Hoàng mua về mục đích để bán kiếm lời.